Kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SPTN trong chương trình Tâm sự Nhạc Thính Phòng với Trúc Hồ và Nguyên Khang. Chương trình này mục đích chỉ giới thiệu cái công việc mà người ca sĩ họ yêu mến, họ yêu quý cái ngành họ làm. Ca sĩ Nguyên Khang là một người ca sĩ yêu âm nhạc. Anh muốn tới với những người yêu nhạc giống anh của dòng nhạc của anh hát. Dòng nhạc của anh Nguyên Khang hát không phải là dòng nhạc mà đại đa số quần chúng mà tới coi đông như những dòng nhạc khác, nhưng không vì vậy mà nó kém phần gọi là quan trọng trong đời sống văn hóa của chúng ta. Muốn được một cái chương trình tour mười mấy location như vậy, mười mấy nơi như vậy, qua bên tới Nhật, qua bên tới châu Âu, thì chúng ta cần phải có những người bảo trợ. Kính thưa quý vị, khi mà mình làm cái gì mà mình không có bảo trợ, mình bị giới hạn rất nhiều. Thời trước, Trung tâm Mesa, khi mà còn bán CD và DVD được, bán Laserdisc được luôn á, thì lúc đó những nhà bảo trợ tới để mà, không phải bảo trợ mà quảng cáo, kính thưa quý vị. Họ quảng cáo, Trúc Hồ từ chối thẳng liền, Trúc Hồ nói, đây là chương trình chúng tôi làm ra để bán, thì làm sao mà chúng tôi nhận quảng cáo được. Khán giả mua là khán giả đã bảo trợ, đã cho chúng tôi rồi, chúng tôi không thể nào nhận quảng cáo được. Bây giờ không còn cái vấn đề mà mua bán về CD và DVD nữa, thì tiền đâu mà làm, thì chúng ta phải cần bảo trợ. Kêu gọi bảo trợ từ một người nhạc sĩ hay một người ca sĩ, thật sự mà nói, khó vô cùng. Khi anh em chúng tôi chơi nhạc, rất là dễ, bởi vì đó là nằm trong máu anh em chúng tôi rồi. Nhưng mà kêu gọi bảo trợ cho mình chơi nhạc thì nó khó vô cùng, thưa quý vị. Ngượng miệng. Nó ngượng mà nó sao sao, hình như nó không có nằm trong máu của người nhạc sĩ. Trời không cho nhạc sĩ cái đó. Không, nhưng mà khi mà Trúc Hồ làm gây quỹ cho nhiều cái thiên tai bão lụt, nạn nhân chiến tranh, hay là cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, mình nói mạnh lắm, kính thưa quý vị, mình nói hết tất cả tấm lòng của mình qua cái kinh nghiệm sống của một thiếu niên vượt biên tị nạn từ năm 16 tuổi. Mình cảm được những người, những cái mất mát, những cái nỗi đau của những người nạn nhân họ đang bị. Mình kêu gọi dễ lắm, nhưng mà khi mà mình kêu gọi để mà bảo trợ, bảo tồn văn hóa, thật sự cũng khó lắm. Phải coi như là cố gắng lắm mới mở miệng ra được, xin anh bảo trợ cho chương trình này. Trúc Hồ ngày hôm nay mở lời xin quý vị khán giả trung thành của SPTN nghe nhạc thính phòng, ngay cả những người đang nghe nhạc thính phòng ở đâu đó không phải ở Hoa Kỳ, nếu các quý vị cảm thấy chương trình nhạc thính phòng đã có một chút gì đó cho quý vị những cái cảm hứng, những niềm vui, những giây phút tuyệt vời với âm nhạc, thì xin quý vị ủng hộ người em của Trúc Hồ, ca sĩ Nguyên Khang, để hoàn thành ước mơ của mình. Một ước mơ đơn giản nhưng khó thực hiện. Tất nhiên là mình làm một chương trình nhạc thính phòng tour rất nhiều nơi, rất tốn kém, cần bảo trợ. Trúc Hồ tha thiết kêu gọi mọi người, chúng ta đợi tới ngày đó, tới tiểu bang chúng ta đến xem. Đó là một hình thức bảo trợ. Nếu chúng ta không đến xem được, kính thưa quý vị, cứ gửi bảo trợ bằng cách gửi tiền về để giúp cho người này họ có một cái cơ hội để họ có thể họ thực hiện được cái ước mơ của họ. Chẳng lẽ chỉ vì một ước mơ đi tới gặp khán giả của mình khắp nơi trên thế giới mà mình phải bán căn nhà mình sao? Không phải đến nỗi như vậy đâu. Kính thưa quý vị, với sự đóng góp, với sự yêu thương âm nhạc của người Việt Nam của chúng ta, chắc chắn là chúng ta mỗi người một tay thôi, không có cần nhiều đâu. Nhưng mà chú Hồ biết là cái việc làm này nó hơi khó đấy em.
Tại sao anh biết em tới đó hơi khó không? Tại vì có nhiều nhiều cái tiểu bang rất là nhỏ anh biết không, mà không có có những người gọi cho em, những người khán giả đọc được trên Facebook của em có gọi là nói là tôi muốn bảo trợ Khang về đây, nhưng mà vấn đề ở đây không ai nghe nhạc này. Anh Hồ hiểu em nói không? Thì như làm như thế nào mà mình không có ít có khán giả quá, ít người Việt ở đó quá. Đâm ra có một lần em gọi ở bên Charlotte thì một cái anh đó là bác sĩ, anh nói tôi cũng mê nhạc lắm, lâu lâu tôi tổ chức chơi vậy. Em có kể cho anh Hồ nghe, giờ tôi có cho Khang free cái chỗ đó, bảo đảm Khang cũng không đủ tiền trả cho anh em nhạc sĩ hay là trả cho âm thanh hay là trang trí đồ này nọ đâu. Tại vì ở đây Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng nghĩ nó về vấn đề địa phương quá nó. Chúng ta cứ nghĩ đây là một cái tour. Chúng ta có thể gửi bảo trợ về cho Nguyên Khang để mà Nguyên Khang bù thật đắp xanh. sự ra em muốn khán giả đi nghe em hát, Dĩ nhiên mình chứ muốn khán em giả không có là muốn lấy tiền mà em không trả lại cái gì. Cái em bị một cái bệnh rất là lạ, là có một cái nơi mà cũng nói là ok cho em tiền để tới tới đó hát, chỉ có một nhóm người nghe thôi, họ muốn private ở trong nhà thôi. Thì em nói nếu mà chị book em một cái private show thì em tới em hát không có vấn đề gì hết, nhưng mà nếu mà trong cái tour này mà chị muốn bảo trợ em như vậy thì rất là khó cho em, tại vì em muốn open to public. À, nó có nhiều cái nó khó cho em lắm. Ví dụ giờ quý vị thương Khang, quý vị nói ok cô chú anh chị biết là Khang ra cái CD, cô chú anh chị mua để coi như là bảo trợ Khang trong cái tour lần này, ghi rõ ràng là muốn bảo trợ Khang bằng một cách mua một cái CD gì đó, em có một cái gì để em gửi lại. Anh hiểu em nói không? Nếu mà quý vị không tới được hoặc là có những nơi Khang không tới được thì cái điều đó nó là một cái điều khích lệ. Em không anh hiểu ý nghĩ em hiểu ý anh Hồ là muốn có một cái cho thấy một cái sự khích lệ và mình muốn gìn giữ một cái nét đẹp của âm nhạc Việt Nam trước 75. Nhưng mà em nghĩ thì em phải trả lại bằng cái gì đó. em trả lại bằng cách là em thực hiện được những chương trình đó khắp nơi hả? Cái Thì thứ gì cái đó hơi khó, có cái thể là phải đó anh Hồ phải đứng nhảy vô chứ một cái mình em làm không nổi. Anh cái Hồ và những người bảo trợ thì em sẵn sàng em tới bất cứ nơi nào. Anh có thể Yeah, làm free concert hay whatever. đúng. Chúng ta cần phải có hệ thống để mà tổ chức những cái chương trình mang tính cách nghệ thuật. Và cái hệ thống đó cần được sự đóng góp của quý vị khán giả SBTN hoặc là những người yêu nhạc khắp nơi trên thế giới. Anh đã từng gây quỹ nhiều, anh biết. Những người khán giả SBTN thường gửi gây quỹ cho những cái chương trình gì mà nó mang tính cách người ta thấy cái sự tàn phá của cái cơn bão, người ta thấy sự mất mát của gia đình trong chiến tranh, người ta đóng góp dễ dàng lắm. Nhưng mà anh thử một lần cho cái chương trình tác giả tác phẩm Vũ Thành An, anh cho khán giả xem không lấy tiền, không bán không gì hết, chỉ kêu bảo trợ để mình tiếp tục mình thực hiện những công việc mà nó mang tính cách cần thiết như vậy, thì bảo trợ rất là ít. Một ngày chừng có một người bảo trợ à, chứ không phải như là đóng góp ủng hộ như những cái chương trình mà thiên tai. Anh nghĩ là bởi vì những cái gì mà họ thấy trước mắt tan tóc, mất mát chết, cái lòng thương của con người ai cũng muốn giúp tiền hết trơn á. Cái đó là chúng ta hiểu được. Gây quỹ cho thương phế binh, mình nhớ tới công ơn của những người thương phế binh đã bảo vệ miền Nam. Mỗi người có người chạy tới đây cầm tiền tới để nhờ anh gửi lên chợ Bắc Cali nữa. Kính thưa quý vị, cái khán giả SPT là những người có tâm hồn tốt. Chúng tôi cũng khuyên quý vị suy nghĩ chút xíu về vấn đề bảo trợ, về vấn đề văn hóa. Văn hóa của chúng ta mà chúng ta không có bảo vệ nó, chúng ta không giúp nó thì nó sẽ mất cái gì à? Cái mất đó nó không nằm ở vấn đề thể xác hay là một căn nhà, một thành phố. Cái mất đó là cái mất trong cái linh hồn của mình, cái tâm của mình, cái hồn của mình đó.
cái linh hồn, cái cá tính, cái thẻ căn cước của người Việt ở nước ngoài của chúng ta, cái dòng nhạc mà tạo ra chúng ta là chúng ta đang dần 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 mất nếu mà không có sự suy nghĩ và giúp đỡ của quý vị. Chúc Hồ tha thiết kêu gọi quý vị, không phải từ Chúc Hồ đâu hay là Nguyên Khang đâu, tất cả những người đang làm văn hóa ở hải ngoại họ đều cần sự giúp đỡ của quý vị. Chúc Hồ sẽ trở lại quý vị trong những kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SPTN, trở lại chương trình Nhạc Thính Phòng Tâm Tình với ca sĩ Nguyên Khang. Chúc Hồ sau vài giờ nói chuyện với Nguyên Khang cũng hiểu được phần nào cái ý đằng sau của chương trình tour Nhạc Thính Phòng lần này. Thì Chúc Hồ muốn hỏi Nguyên Khang là qua cái tour này điều gì mà em muốn thấy nhất? Em muốn thấy cộng đồng mình ngồi lại với nhau. Cái đó là cái điều mà em nghĩ là những người ca sĩ như em, những người ca sĩ không chọn con đường dễ dàng để đi. Em chỉ nói về bản thân em thôi. Khang không chọn con đường dễ dàng để Khang đi kiếm tiền. Khang chọn con đường là Khang là người con của cộng đồng. Khang muốn làm một cái điều gì đó cho cái sự nghiệp đi hát của Khang. Khang muốn bắt đầu nó từ 50. Con số 50 là Khang 50 tuổi quý vị, chứ không phải là Khang làm được 50 tiểu bang. Khang rất ước gì một ngày nào đó Khang sẽ đến được 50 tiểu bang để hát cho tất cả quý vị nghe, mà quý vị sẽ không phải trả một đồng nào hết. Nhưng mà đây là chỉ là một cái project Khang đi 5 năm để Khang muốn cộng đồng mình ngồi lại với nhau để mình bảo tồn những bài hát hay, những cái điều mà Khang muốn thấy một cái gì đó nó công bằng cho những người ca sĩ hải ngoại. Cái điều đó là cái điều mà Khang hy vọng nhất. Tại vì Khang nghĩ nó không có công bằng cho Khang hoặc là những người ca sĩ họ không chọn con đường đi về Việt Nam hát. Nó giống như anh Hồ đã chia sẻ những episode khác, tất cả những cái việc mà nó dành cho cộng đồng thì lúc nào Nguyên Khang, Việt Khang, Thế Sơn, tất cả mọi người đều sẵn một tay lên để giúp cho anh Chúc Hồ và để giúp cho những nạn nhân mà đang cần thiết trong chuyện đó. Khang, nhưng mà khi những cái chương trình ca nhạc mà những người ca sĩ ở Việt Nam đi qua đây được đối xử tốt hơn bọn Khang, được đại khái là có nhiều khi mình cũng cảm thấy buồn là mình bị nhìn với cặp mắt kỳ thị lắm, nhưng mà công việc mình phải đi thôi quý vị. Thì Khang muốn nó công bằng hơn cho tụi Khang chút xíu. Khang muốn là mình có thể ngồi lại với nhau, mình hát, mình tâm sự tất cả những cái điều gì mà muốn nói trong cái bài hát đó, trong cái lời ca đó, và kể cả những chia sẻ personal của Khang. Khang muốn được gặp quý vị, Khang muốn được hát cho quý vị nghe, Khang muốn tâm sự với quý vị. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, đây là những cái lời mà chú còn không có khiếu về cái giọng nói. Ông trời không cho cái đó. Giọng nói rất dở, phát âm rất tệ, nhưng mà ông trời cho Chúc Hồ lỗ tai
và cho Trúc Hồ trái tim. Trúc Hồ cảm nhận được những lời nói thành thật của một người đối với một người. Trúc Hồ nghe những gì nghe mình tâm sự, mình buồn lắm chứ thưa quý vị, vừa buồn mà vừa đau lòng nữa. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta đúng ra là phải mạnh lắm, đúng ra là những người nghệ sĩ của cộng đồng Việt Nam của chúng ta phải được đối xử xứng đáng với những gì họ đóng góp. Không phải về vấn đề đóng góp về vấn đề hát bài hát không, mà đóng góp về những cái sự trong cái đời sống xã hội. Họ có một cái tinh thần văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó nó vô cùng quan trọng, bởi vì cái đó là cái bản tính, cái cá tính, cái bản sắc của một thế hệ con cháu Việt Nam Cộng Hòa. Ở trên đời này, tiền thì ai lại không thích. Nhưng mà cũng có một số người họ không thích tiền đâu quý vị. Họ không vì tiền để làm những cái đi ngược với lại cái lương tâm của họ. Họ không vì tiền để mà họ bán đi cái lý tưởng của họ. Họ vẫn chấp nhận sống thật với nguồn gốc, cội nguồn của mình. Cái đó nó quý vô cùng quý vị. Chúng ta, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta ở đây gần nửa thế kỷ rồi. Chúng ta giỏi về mọi mặt, đó là Trúc Hồ nói thiệt. Từ bên quân đội chúng ta cũng có bao nhiêu ông tướng giỏi của quân sự của Hoa Kỳ, Lương Xuân Việt. Tướng Lương Xuân Việt, Trúc Hồ đã từng gặp gia đình Lương Xuân Việt, ngay ngày ông lên chức tướng. Ngồi cả ngày ở nhà của tướng Lương Xuân Việt để nghe Lương Xuân Việt nói chuyện và để đờn cho Trúc Hồ nghe nhạc Trần Tiến Thanh. Hai vợ chồng rất dễ thương. Rất nhiều nhà kỹ sư khoa học, rất nhiều ngành nghề giỏi. Và ca sĩ của chúng ta cũng rất nhiều người ca sĩ giỏi. Những cái thế hệ mà được chúng ta đưa lên sau năm 1975. Thế hệ của Lâm Nhật Tiến, thế hệ của Nguyên Khang, thế hệ của Như Quỳnh, nhiều lắm quý vị. Cả một thế hệ ca sĩ mới sau năm 1975 đã làm Trúc Hồ hãnh diện, đã hợp tác với Trung tâm Bisa nhiều nhiều năm. Nhưng mà theo dần thời gian, mọi thứ nó thay đổi, dòng đời nó thay đổi. Mình ngồi đây mình nghiệm lại, đôi khi Trúc Hồ cảm thấy mình hơi bị lẻ loi. Hôm nay nói chuyện với thằng em mình thì mới biết là nó cũng có cảm giác lẻ loi giống mình. Không nên như vậy quý vị. Chúng ta là những người biết được mình là ai. Chúng ta là những người hãnh diện là sinh ra và lớn lên và thấm nhuần nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, một nền văn hóa nhân bản. Chúng ta không nói ra để kỳ thị bên này bên kia. Chúng ta chỉ chia sẻ để hiểu được thế hệ của em của chúng ta đã trải qua cái gì. Không có công bằng nhiều vấn đề lắm. Các em đóng góp nhiều hơn những gì các em nhận được. Và cái ước mơ của Nguyên Khang chỉ là ước mơ muốn đến gần với khán giả, muốn hát được bài nhạc mình thích, muốn tâm sự với khán giả. Ước mơ nó không có lớn quý vị, ước mơ nó tương đối là một ước mơ bình thường và giản dị. Nhưng mà đôi khi trong đời sống này, để chúng ta làm được một chuyện bình thường, đơn giản, mà nó lại khó khăn vô cùng. Chúc Hồ không thể tưởng tượng được
năm 2023 mà Trúc Hồ phải thấy cái hoàn cảnh như thế này xảy ra, để chỉ kiếm 200 người nghe nhạc thôi mà cũng không kiếm ra, thật là ngạc nhiên vô cùng. Có nhiều cái trình độ Trúc Hồ không có thể phân tích được vì sao mà đời sống chúng ta như vậy. Trúc Hồ chỉ biết nói một chuyện duy nhất là làm sao cộng đồng chúng ta để ý một chút xíu với ca sĩ của chúng ta, để ý giúp họ. Bởi vì họ là ai? Họ là con cháu của chúng ta. Họ là những người mang dòng nhạc mà thế hệ trước đã hy sinh để bảo vệ nó. Nó quan trọng vô cùng, kính thưa quý vị. Trúc Hồ xin tha thiết một lần nữa kêu gọi khán giả SBTN. Bởi vì trong những lúc cô đơn nhất, lo lắng nhất, thì chính khán giả SBTN cho Trúc Hồ niềm tin. Từ năm 2022 tới giờ, trên 20 năm, khán giả SBTN đã cùng đi với Trúc Hồ thực hiện những chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh trên 11 lần với cô Hạnh Nhân và hội ở miền Bắc Cali, mang về trên 10 triệu, kính thưa quý vị, để giúp các thương binh trên 11 lần. Và cũng khán giả SBTN đã đi với Trúc Hồ và để mà lo những cái nạn nhân ở Philippines cũng như là Nepal, hay là gần đây nhất là Turkey và Syria. Nhiều người nói Trúc Hồ có khiếu gây quỹ. Trúc Hồ nói không phải. Gây quỹ không có gì có khiếu hết. Cái mục đích cho cái gì mới là quan trọng. Và Trúc Hồ không có làm được ở một mình. Trúc Hồ cần ca sĩ. Và ca sĩ nào? Những ca sĩ ESA đã từng đi với Trúc Hồ khắp nơi trên thế giới để mà nói lên tiếng nói công bằng cho nhân quyền, cho những người bị đối xử bất công ở Việt Nam. Họ là những người có một cái tư tưởng, có một lập trường vững chắc, những người chỉ muốn thấy công bằng trong xã hội. Chẳng lẽ một người muốn thấy công bằng trong xã hội là mà phải sống không được đối xử công bằng sao? Chúc Hồ xin thành thật kêu gọi quý vị khán giả SBTN hãy ủng hộ dòng nhạc Tính Phòng Trua Nguyên Khang trong năm nay. Xin cảm ơn quý vị.